Sao giống cái đám ăn xin ở miếu Quỳnh Đại Tiên quá vậy gì đi. Chúng tôi chỉ là tranh thủ phúc lợi cho đám người nên thân mà thôi. Được. Thứ hai phải đi làm hả Long à? Coi như là kiếm thêm đi, có phải không? Năm mới là già đi bộ tuổi rồi, hãy quên đi sự thật tàn nhẫn này. Tôi nhất định phải cố gắng đi lấy lì xì đó. Lì xì. Chúng tôi mà bộ đội chúng tới đến đây á, chúc Tết cho các người coi thì là quá đáng rồi đó. Lấy lì xì nó lên sự bận tâm giữa người và người đó. Hành vi truyền thống này thì có giá trị tồn tại đúng không? Nói tới nói lui cũng là vì cái này thôi. Đừng nói tôi trắng trợn nha, lấy ra coi thử coi. 10 đồng tiền Trung Quốc. Thì vậy. Lần trước người ta đi thẩm quyến, mua sắm còn xài dư lại mà, đừng có lãng phí. Sao cho nhiều vậy? Không sao, còn cái của anh Long mà. Anh Long thì lúc nào cũng xài sang. Đương nhiên, đương nhiên. 1 đồng Mỹ Kim, quen cùng lắm là 7 đồng 8 thôi, còn rẻ hơn tiền Trung Quốc đó. Chết quá đi. Thiệt là vô mánh mùng mà. Ôi giờ cái gì mánh mùng chứ, quan niệm giá trị của người thanh niên thiệt là có vấn đề đó nha. Mỹ Kim à, là tiền tệ lưu hành quốc tế đó, muốn đổi ra tiền nào mà không được chứ. Chúc mừng chị già mà còn gân nha. Còn tôi giúp chị, không cần xếp tóc đầu cũng đẹp, còn đi họp thì không có ngủ gục. Làm gì đây? Chị Kiều, theo pháp luật của Hồng Kông đừng nói không báo với chị nha. Chị có thể giữ im lặng, không bắt buộc chị phải đưa, nhưng mà chị đưa chúng tôi mừng lắm. Thôi, tùy chị Kiều đã già nhưng mà vẫn độc thân một mình. Xin lỗi, chưa phù hợp cái cách phát lì xì. Ây da, sao đây cơ? Sao đây phải trả lại cho chị nè. Chị phải nhận lấy mới được đó nghe hả? Cảm ơn. Dạ, sao hả? À, chị Kiều tuy đã già rồi nhưng mà có đem một mớ nè hay quá con trái nha. Ôi vậy hả? Vậy hả? Tôi quên mất chị Kiều còn là con gái độc thân mà, hèn chi bây giờ nhỏ như là trái quýt vậy. Vậy chứ ngọt lắm. Đừng có lo, còn đại trưởng mà, anh em đừng nản lòng. Qua đây nè bà xã, cái đám dân ở bên ngoài thật là hung hăng quá, còn nữa cô Hồng đã dẫn theo thằng con, lo là bị thiệt thòi mà. Ê, mùng một Tết mà đừng có nói không tốt lành như vậy, nói lại đi giả miệng nè. Bà vừa mới nói ra thôi. Tôi biểu giả miệng. Ông đã thuộc lòng các khẩu quyết chưa? Đọc một lần cho nghe đi. 100 bạc thì để trước ngực, 20 đồng thì nhét ở đằng sau này nè. Dĩ nhiên là không phải. Ông thì là lãng trí mà. Được rồi, nè để tôi lặp lại một lần cho nghe. Nè, nhớ nhà 100 bạc thì để trước ngực, 20 bạc thì phải bỏ bụng, 10 đồng giấy xanh thì sờ ngay mang, còn 50 bạc để trong túi cho tiện tay. Còn nữa, một con bò lớn thì để ở trong này. Con nhớ chưa? Ý da,
ông Thiệt đừng đụng mà. Vậy đi, để khi nào tôi ra dấu thì ông mới phát nghe, nhớ chưa hả? Ồ, được đó, được đó. Để cho tôi phải nhớ nhất ốc. Wow, vui quá ha. Ê, trưởng đại ra tới kìa. Ê, đại trưởng Ê, từ từ, trưởng đại sẽ biết lo liệu mà. Hay quá. Lo là tôi chạy lì xì hay sao? Sau khi mà lấy lì xì được rồi, mọi việc phải suôn sẻ đó nha. Hả? Nhớ đừng bao giờ lẩm cẩm, có biết chưa? Dạ biết, dạ biết. Chị Kiều là trưởng bối của mình, chị Kiều trước đi. Được, được, được. Nè, anh chị Kiều. Cảm ơn. Chị ông à, có tiếng chị đó. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Cùng nghỉ phát tại với trưởng đại đây. Cùng nghỉ phát tại trước trưởng đại. Wow, giỏi quá. Ôi, cô cháu nè. Cảm ơn đi. Chúng tôi nè, đại trưởng. Nè, mỗi người một bao nha. Nè, 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 nè. Uầy, đại trưởng à, lèn lén chúc mừng anh khỏi sợ vợ. Chúc anh và chị họ âu yếm ăn ngay, ngày nào cũng vui vẻ hết trơn à. Ê, thiệt tình là nổi da gà đó, nổi da gà đó nha. Ở trước ngực, trước ngực mất tiền lắm mà. Lưng vượng. Hả? Sao lại cái túi áo vậy? Thật ra đưa cái nào đi. Chữ dài. Quên này nè. Chữ dài. Nè, chữ dài là cái gì vậy? Hả? Chỗ dài. Chỉ được có 20 bạc thôi hả? 50 cơ hả? Cỡ đó thôi. Chị Kiều thì không tiện, là nữ cán bộ lão thành, được 100 bạc rồi. Chị Hồng à, con của chị được nhiêu? Được rồi. 10 đồng. Tôi biết rồi. Đại trưởng có quan niệm giai cấp, ai làm lâu sẽ được nhiều tiền hơn. Như vậy anh nghĩ hai đứa mình được bao nhiêu đây? Tôi là giám chế mà, tôi làm ở đây lâu hơn Dĩ và anh Luân đó. Chỉ là không cao bằng anh Long và cô Hồng thôi, chắc là cùng cấp mà. Dẹp anh Quang bên đi, dù sao tôi cũng là bà con đó, tôi nghĩ ít nhất cũng hơn 100 đồng. Tại sao cứ cầm ba lì xì đoán hoài vậy? Xé ra là biết liền. Đúng rồi. Tăng. Rồi. 10 đồng. Tôi cũng vậy, 10 đồng. Cho nên nói cấp trên của hai anh cũng cỡ như là con của chị Hồng thôi. Không sao đâu, 10 đồng bạc hả? Ở ngoài kia bây giờ bán tới 100. Nếu có 10 tờ. Nè, nhưng mà vậy lúc nãy tôi phát hiện đại trưởng lấy bao lì xì ra từ những cái túi áo khác nhau đó, phải, có thấy không đi? Đúng rồi, tôi thấy chị Kiều móc ra từ chỗ này nè. Cái bao của tôi thì ở túi áo này. Tôi cũng vậy đó. Hai bao của chúng tôi thì ở túi quần, còn 30 đồng của anh thì móc ở đâu đây hả? Quần không biết. Chỗ mông hả? Hàng gì thú quá à? Xui lắm đó. Vô đi. Dạ mình cùng nghỉ phát tài, chúc mừng anh năm nào cũng bay bướm, và đài phát thanh dưới sự lãnh đạo của anh mỗi ngày một khá hơn. Chúc mừng. Chúc cho cô năm nay mọi việc suôn sẻ. Đây là lì xì khai công của cô đó. Anh cũng coi nhẹ tôi như vậy chứ. Và mình, tôi vừa về tới là người đầu tiên đã tới chúc Tết cho anh rồi. Trong thâm tâm của tôi, anh thiệt độc nhất vô nhị, nhưng anh lại xử với tôi đâu có khác gì những nhân viên ở bên ngoài. Tôi thiệt thấy nản lòng. Nè, như vậy được rồi chứ? Vậy mới phải. Nhưng bấy lâu nay tôi một lòng trung thành với anh. Nếu anh để tôi biết anh có chuyện giấu giếm tôi, tôi sẽ thấy đau lòng, thấy thất vọng. Thế gian này chỉ còn đen tối, tôi sẽ mất hết linh cảm, và chương trình của tôi vì vậy sẽ bị giảm sút đó. Hả? Thế là nghiêm trọng như vậy sao? Rồi anh có chuyện giấu tôi hay không? Có chứ gì. Bộ anh thấy quan hệ với tôi và anh cũng không đáng lấy nó ra hay sao? Nè, thiệt đã hết rồi đó. Và mình thiệt sáng suốt, cùng nghĩ phát tài. Bà xã. Chuyện gì? Nó vô lấy lì xì hả? Không, dù sao cổ cũng là một phần tử của đài mà. Tôi đâu có nói là không cho nó. Anh đưa cái cho nó đây, có phải giấy 100 hay không? Không phải. Vậy là được. Cái con này thiệt là xấu tánh, lại đánh đá. Cho nó 20, vậy là nhiều rồi. Bà xã, bà có giấy 500 ở bên mình không vậy? Chuyện gì? Không. Cái bao lì xì mà tôi cho người bột phấn đó, tôi đã đưa cho Monica rồi. Cái gì? Hả?
Anh chị là to gan quá mà. Chào các bạn. Đầu năm chúc Tết chung nghỉ bắt tài nha. Tổng giám à? Tổng giám. Tôi nói bị đứt thì không biết nhìn người mà. Tôi nhìn một cái đã biết tổng giám. Thật là hào phúng đó. Anh nói như vậy chẳng qua muốn lì xì thôi. Được rồi, việc lì xì khai công á, tôi không có nể hà đâu. Tuy nhiên không có cái bao đỏ đó. Có đây nè, có nhiều lắm đó. Cảm ơn. Bộ anh được cái ngàn bạc làm lì xì khai công hả? Dĩ nhiên các bạn ở đây đều sốt sắng quá mà. Nếu không lấy gì bạc lớn á, thì tôi cũng cảm thấy hổ thẹn đó. Anh tổng giám hả? Càng nhìn anh, tôi thấy anh càng đẹp trai hơn ngày thường. Anh thiệt mà bậy bạ. Mà có 6 tòa 1000 mà tới 10 người thì làm sao đây chứ hả? Chào lấy tòa 500 được. Được rồi, như vậy không có được. Tôi phải đi lấy máy, rút tiền cái đã nghe hả? Xin lỗi nha. Đã nói không được suôn sẻ mà, nhất định là có bí ẩn đó. Tôi nghĩ cái tên này gian trá nhất định là có âm mưu đó nghe hả? Hình như không được khá đó, theo dõi mau đi. Mau lên. Quê thì rút tiền đó. Lấy đồ nghề ra đã. Ý, ăn cắp cái con chị Hồng hả? Là đồ chơi mà, có được không? Cho cô kén chút coi. Wow, giấy ngàn thiệt đó. Cái đồ chơi này thấy cũng rõ lắm chứ. Ổng đang đứng móc cái mũi kìa. Sao giấy ngàn lớn vậy, có ai mà nhìn không thấy? Trả lời, tình báo đã chứng thực. Thằng bộ phận đã rút ra một sấp giấy 1000 đồng. Có thể đặt bàn rồi, over. Nè, 88, 88 là con số hên đấy nghe. Tổng giám mà, chúng tôi đãi ông ăn quý không có hạ tiện đâu. Coi sửa sang đã biết rồi, đẹp quá mà. Hay là chúng ta kêu đồ ăn trước đi, rồi phát lì xì sau nha hả? Được. Ê, có một loại tên là quà nhã quà thuận thiệt là khá. Nè, có trời ban của rồi, có vàng có bạc làm giàu phát tài, kim phụng chuyển cách nữa. Thì cũng là giò heo thịt gà cá hấp. Đầu mắt chưa? Vậy là vừa. Có biết mấy món này có vừa miệng hay không ha? Vừa. Nhắm mắt quà, làm ơn cho một phần quà nhã quà thuận đi nha. Làm ơn ha. Các chị ăn quà nhã quà thuận 7.021 đồng một tiệc đó hả? Cảm ơn. 7.021 đồng. Dạ phải, ở đây là nhà ăn cao cấp mà. Giá tiền không có để trong thực đơn dung tục như vậy đâu. Uầy, nhưng mà mấy món cánh gà, giò heo, tóc tiên, hào xị cũng dung tục lắm thôi. Đây là nhà hàng cao cấp, thì dùng thực phẩm cũng cao cấp lắm. Như là cái món trời bạn của rơi thì chúng tôi đã dùng tay gấu của Tây Bá Lịa. Làm giàu phát tài thì chúng tôi đã dùng tóc tiên ngàn năm. Có vàng có bạc thì chúng tôi đã dùng bào ngư nguyên con. Còn kim phụng chuyển cánh thì dùng di cá hải cẩu nhét vào trong con gà đó. Wow, thêm vào đầu năm tiền này tiền nọ tiền kia. Như vậy là 8.000+ rồi. Chúng tôi là nhà ăn cao cấp thì giá tiền cũng cao một chút, đó là hợp lý. Bữa nay ăn sang như vậy. Coi bộ ba lì xì này, thiệt là đáng giá đó nha. Vậy là mần viết giùm đi. Được, cảm ơn. Wow, 8.000+. Cho dù chia ra chia luôn phần của cô Hồng cũng phải 8.000+ mới được đó. Bỏ đi, ít khi được ăn sang vậy. Còn 200 bạc vô túi mà. Bỏ đi nha. Đầu năm đầu tháng được ăn còn có đồ bỏ túi, coi như là được hên rồi. Wow, thiệt là ngon à. Bắt các vị phải phí tiền như vậy, thiệt là cảm ơn. Tổng giám à, đã ăn cơm xong rồi, đến lúc làm chuyện đàng hoàng. Chuyện đàng hoàng? Phải, nè. Lì xì thì tất cả đều có phần mà. Tôi không bao giờ quên. Ai cái đấy cũng có phần hết á, không có bỏ sót một ai đâu. Alo, xin lỗi nghe không rõ nghe. Xé coi nha. Ê, một con một, ba con không đó. Nhưng mà tiền là tiền gì đây? Tiền của nước nào? Tới lúc này là lúc phải để cho chị Môn thử mới biết. Chị Môn mà tiền gì? Nhìn một cái là biết tiền tệ Âu Châu rồi. Dạo này tiền Âu Châu được khá lắm, không có tệ tới đâu. Thay kệ là tiền nước gì mà, lấy đại đi. Đúng ha. Vậy là tiền Đức Thụy Sĩ hay là tiền Pháp đây hả? Tiền tệ Âu Châu cao hơn Hồng Kông. Vậy ở đây có hơn 1000 rồi. Qua làm giàu rồi. Tiền tệ Âu Châu không chừng là 1:6, 1:7 đó. Chắc không nhiều vậy đâu, nhưng mà ít nhất cũng được mấy ngàn. Đây là tiền tệ của nước Ý. Tiền của nước Ý hả? Mamma mia, lợi hại hơn. Nước Ý thì chuyên môn ra nhãn hiệu trứ danh mà, như là Armani, các thứ chẳng hạn. Làm giàu rồi. Phải ha, một cái sách tay Ý Đại Lợi cũng bán mấy ngàn bạc tiền Hồng Kông đó nhờ. Qua làm giàu rồi, còn hơn là tiền Anh Quốc nữa. Qua gì làm giàu rồi, thật ra có bao nhiêu đây hả? Phải. Khoảng 3.5 tiền Hồng Kông. 3.5? Vậy là đi xe bếp nhỏ cũng không đủ tiền trả hả?
tiền ý đại lợi là loại tiền tệ thứ yếu, có ba đồng mấy cũng đã khá lắm rồi. Nè Tạp Cẩm Chay, đừng nói không cho cơ hội nha. Anh đưa tấm giấy bạc tiền ý này cho chúng tôi có phải không đây? Phải. Tiền đã bỏ vô bao lì xì rồi, chắc là phải chứ. Quê, tổng giá mà, anh nói là 1.000 mà, sao đưa thứ tiền này? Tôi nói 1.000 bạc tiền ý cũng được đó mà, đâu có nói là tiền Hồng Kông. Anh chỉ chắc hiểu lầm rồi. Nè, mới đầu năm thôi, để thấy ghét anh rồi. Thì tôi cũng vậy thôi, dù sao ở nước ngoài về mà quen xài ngoại tệ đó, tánh người ngoại quốc đó mà. Ê, đầu năm mà cho 3.5 hả, có phải người hay không? Lì xì thì chỉ lấy hên thôi, các vị không có thèm tiền quá như vậy chứ hả? Ôi dồi, thiệt là no quá đi, tôi phải đi toilet à. Tuy là đầu năm, nhưng mà tôi đề nghị mình hùng số tiền này lại, kiếm người đập nó. Được, để tôi, để tôi. Tôi không hùng đâu, bây giờ đi chúc Tết cho nó. Ok. Cả đám thiệt là đần độn đó mà. Lâu nay thì chỉ có Lý Minh Trí này kiếm lời người ta mà thôi. Tôi không có bị người ta kiếm lời được đâu. Muốn làm tiền tôi hả? Để đi cầu cái đã nghe. Chừng nào bàn số 88 tính tiền thì nhớ lấy cái máy chụp hình tới chụp họ để được trúng giải nha. Họ thì là may mắn đó, đã trúng được giải khách hàng thứ 100.000. Quan trọng là còn hóa đơn có đủ 10.000 hay không nha. Được rồi, chưa đủ 10.000 thì tặng vé du lịch Âu Châu Hậu Quê miễn phí hai người. Nếu mà trên 10.000 thì tặng một chiếc xe Ferrari. Nhà hàng của mình thì là xài sang quá. Mình là nhà hàng cao cấp mà. Cái phần ăn hòa nhã hòa thuận này mới 8.000 mấy thôi, phải trên 10.000 mới có một chiếc xe đùa. Không được, phải là liền. Ê, tỉnh giám, chúng tôi đã hùng tiền rồi, có thể tính tiền được chưa? Dạ, sao anh chị để mặt bực bội như thế này chứ? Đầu năm đó nghe, phải để bộ mặt tươi cười mới may mắn được chứ. Được may mắn hả? Mới mùng 1 bị mất tiền rồi, may mắn gì? Ngàn mấy trăm bạc không có sao đâu, coi như là bị thua cá ngựa thôi. Nhưng mà bị người ta chơi thì thiệt bực lắm. Đã nhắc với anh rồi, thứ dân này không có tốt lành đâu. Dạ, mấy trăm bạc thôi mà, các anh cũng nói xiềng nói xỏ tôi vậy sao? Tỉnh nói rồi mà, trong tôi thì thuộc loại mắt lớn, mũi cao, tính người Mỹ mà. Tôi chỉ nói chơi thôi. Tôi chỉ giỡn chơi thôi à. Ra tiền thật sự đó, giỡn chơi. Tổng giá mà, anh cũng lấy tiền ra chơi đi. Tôi hiểu được tâm tình của các vị. Tuy nói là năm nay đã được khá hơn một chút, tuy nhiên quê Hồng lại không có tiền lương, lại không được tăng lương nữa nè. Tôi biết tiền bạc anh chị tương đối hơi thiếu hụt đó mà. Vừa rồi chỉ là giỡn chơi thôi. Thật ra cái bữa ăn hôm nay tôi đẩy. Hả? Đẩy. Bộ tử nói chơi hay sao? Chị Hồng à, chị thì chồng trẻ con thơ, lấy tiền lại đi. Đỡ khổ quá, khỏi tốn rồi. Đầu năm mà, quan trọng nhất là phải được vui vẻ và ngọt ngào đó nghe. Nè, bây giờ để tôi đành tội, sẽ đãi cho các anh chị ăn một chén chè ổ yến nước dừa. Được rồi, vậy để tôi đếm nghe hả? 1, 2, 3, 4. À, còn tôi cũng ăn nè. Đương nhiên mà, giám đốc à. Cho 13 chén chè ổ yến nước dừa. Dạ được, cảm ơn. Wow, chè ổ yến nước dừa kìa. Một người tới 188 đồng lận đô. Tính luôn tiền cơm và tiền phục vụ hả? Trên 10.000 đó nha. Mỗi năm chỉ một lần có sao đâu chứ. Thì khách sáo quá đi nha, đừng có giỡn chơi nữa nha. Đã quá. Các bạn trung sở thân mến, chè yến có vừa miệng không? Vừa. Tôi từng tuổi này chưa từng được ăn một chén chè yến ngon như vậy. Nè, đầu năm thật ra tôi không muốn nói đâu à, nhưng đột nhiên bị lương tâm cắn rứt như vậy, có phải bị tiệt chứng không đây? Tầm bậy tầm bạ không à, dù sao thì mình cũng phải mời tổng giám một ly chứ. Cảm ơn. Miễn là anh chị được vui thì tôi cũng mừng rồi. Làm phiền tính tiền đi. Nè, nhớ đừng có giành đó nghe, nếu không tôi trở mặt đó. Cảm ơn ông 11.000. Ông trả bằng thẻ hả? Cảm ơn. Làm phiền ông rút cái tay ra đi. Đợi chụp hình mà. Máy chụp hình đâu hả? Chụp hình gì? Bộ không phải lúc trả tiền chụp hình đốt pháo hay sao? Ông nói cái gì? Vừa rồi ở toilet đó, tôi nghe được bạn trung sở công nói là bạn 88, khách hàng thứ 1.000 của nhà hàng ông. Nếu ăn trên 10.000 là tặng một chiếc xe đó mà. Thế ông, tôi nghĩ là ông nghe lộn rồi. Nhà hàng của chúng tôi là nhà hàng cao cấp. Đúng, cũng trong điều này, nhà hàng cao cấp còn nói là không phải sao á. Ông nghe tôi nói cái đẻ, chúng tôi là nhà hàng cao cấp. Tôi lấy của những viên chứ không có dùng chung với người khách đâu. Tôi nghĩ là ông nghe lầm rồi. Cảm ơn. Chưa đủ 1.000 thì tặng du lịch Âu Châu Hà Quê miễn phí hai người. Còn nếu trên 10.000 thì tặng xe đua Ferrari một chiếc.
Ồ, chúng ta là nhà hàng cao cấp mà. Chiếc xe 2 triệu mấy 3 triệu thật là mừng quá đi. Bạn số 88 làm giàu rồi. Các người, chúng tôi chỉ là vợ quảng cáo cho đài phát thanh của mình thôi. Các người. Tổng giám mà, ông thèm xe như vậy hả? Ồ con à, tặng chiếc xe 4 bánh này cho anh tổng giám đi, để anh tổng giám được tội nguyện. Chương trình đầu năm thật dễ làm mà. Mùng 1 Tết thì nói về lì xì, mùng 2 là khai niên, mùng 3 thì xuất khẩu. Năm nào cũng vậy. Như vậy tốt chưa? Bây giờ người Hồng Kông đã không coi nặng ngày Tết nữa. Mình cần phải nói thêm. Tiệc muốn khai niên quá đi, làm sao mà khai đây hả? Đừng có khai nữa, có nhiều cửa tiệm đóng cửa mà. Đi uống trà lại bắt trả thêm 20-30% đi làm gì chứ? Theo tôi hả? Thực tế nhất là kiếm một chỗ ăn uống bài bạc đàn điếm, muốn sao thì sao. Cái gì muốn sao đầu thì năm sao đầu tháng chứ mà. Chỉ cần nhân răng cười vui vẻ đi đâu mà không được chứ. Đúng rồi. Ê, các người kiếm chỗ phát tài đầu năm hả? Cho tôi chơi chung nha. Đúng rồi. Tới nhà chị Môn đi. Không được. Láng giềng hàng xóm của tôi đều là mấy người giàu sang, họ sẽ khiếu nại anh chị ồn ào đó, không có được đâu. Vậy sao đây? Tôi có bà con tới chúc Tết. Nhà tôi thì không được, vợ tôi sau khi bỏ đi nhà tôi như cái hồ rác. Thôi tới nhà quan tâm đi. Ê không được, vì hai tới thăm không được tiện lắm đâu. Tôi tiện lợi mà, tới nhà tôi ngủ cũng được, đi xe 2 tiếng mấy thôi. Chê sao quá, nếu bị nhức đầu vậy thì đi đâu? Phải. Nhức ốc làm gì, tới nhà của anh đi. Phải, sẵn hai người độc thân, không có ai tới chúc Tết đó mà. Đúng, vừa gần công ty, thiệt là phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Tới chỗ hai người đi. Chị Môn mà, chị không sao chứ? Sao tự nhiên khi không lại tới chỗ của tụi này? Khoan đã, chờ chút. Không nhận được lời đó. Lời cái đầu của anh. Nếu để hồi lên làm dơ nhà của mình đó. Cái nhà lúc nào cũng dơ giấy. Tôi đi dọn sạch rồi, tại anh dục quần lót bụi bãi thôi. Đâu có, bị mấy con chuột tha đi hết rồi. Vậy là sạch sẽ, ngon thiệt. Mình làm chủ nhà, có thể lợi dụng mà. Rờ mốt con Tâm. Không phải tiền đó. Đúng rồi, hay đánh bài là có tiền vô túi. Thiệt đáng là nè. Vậy, cho anh đố câu này nha. Dùng tiền để thục pizza. Ăn trứng gà. Có tiền vô túi đó. Xong chưa, chờ lâu quá rồi. Bàn thảo thế nào? Nhà của hai anh vừa lớn, vừa gần lại tiện lợi nữa. Phải. Không cần hai anh chăm sóc đâu, chúng tôi tự biết chăm sóc mà. Chúng tôi bảo đảm sau khi tới nhà của anh chơi sẽ được sạch sẽ hết trơn. Không cần dỗ ngọt nữa. Muốn kiếm một chỗ làm cho dơ bẩn để nhà của mình khỏi bị gió bão. Chỉ cần các người không sợ mấy con nhện từ trong quần áo của thằng Bảo bò ra thì được rồi. Được rồi, tới nhà của tôi đi. Mời nha. Món quà này của ai? Sao quen mặt quá vậy? Để coi kỹ coi. Quen, cái này năm ngoái tôi tặng cho chị Kiều mà. Coi nè. Đúng. Nhưng sau đó chị Kiều nó không ăn và đem tặng cho cô Hồng mà. Đâu phải, rõ ràng tôi tặng cho cậu Luân mà. Phải, tôi tặng lại cho anh Dĩ. Úi dồi. Đâu phải, tôi tặng cho anh Long rồi. Ây dồi, tiền nhà đã là ông Long à. Quà Tết mà, dĩ nhiên là truyền đi truyền lại. Không lẽ mỗi năm phải mua mới lãng phí sao? Nhẹ vốn thì nhẹ vốn, quan trọng là ăn được thôi. Để coi tháng 3 năm nay nè nè. Quan trọng là ăn được. Cái hộp này cũng là tháng 3 hạn chót, nhưng mà là tháng 3 năm ngoái đó. Chị Môn. Hơi quá đáng. Ăn lành như vậy nè. Tặng quà là lễ phép của người danh môn. Hơn nữa, ngày Tây ngày ta, thiệt là khó phần ghê lắm. Nhưng mà vậy, sau khi người nhận được quà, phải biết hồi lại lì xì mới có lễ phép đó. Rõ ràng lớn nhất nhỏ thôi. Được rồi, ai là chuẩn bị sẵn đây. Lì xì. Qua vừa rồi cái đám người bủ đây không thấy. Mới về đã dơ rồi hả? Khắp nơi đều là vỏ hạt dưa còn nữa. Coi cái áo này đi nè. Tới lúc phải ra tay rồi. Uầy, ba thiếu một, ai đây? Chị Môn, chị muốn chơi hả? Dạ, tôi cũng rảnh, nhưng mà các người muốn chơi, tôi chơi với các người. Ê, ít nhất là ba thang đó nha. Lên từng nấc không đánh bông. Nè, tối nay ăn gì? Tôi đã mua đồ nấu canh rồi. Nè, lần trước hai con gà tây với con cá chép vẫn còn sinh tồn chứ hả? Ở dưới bếp mà, chứ có bỏ chạy đâu. Bữa nay ăn cá chép mà, sao nấu gà kỳ vậy? Đâu có kỳ cục gì chứ. Tối nay coi biểu diễn đi.
22 chén nước nấu thành 11 chén, vừa dặn mỗi người một chén. Hơ, hai đứa tụi bay tới lúc phải hy sinh rồi. Tuy là có phần không nỡ, nhưng cũng phải nói vĩnh biệt thôi. Yên tâm đi, không có đau đâu à. Nhắm mắt lại coi như bị ma đè thôi. Một chút là êm chuyện ngay. Mỹ Đức, ê, cà rốt nấu với thịt heo hả? Để tôi giúp cho. Đừng có phá thịt này của tôi nha. Thịt heo không phải nấu kiểu này đâu. Phải lấy con dao ra cắt đi lớp mỡ bên trên rồi mới bỏ vô nồi chứ. Cà rốt chưa có gọt vỏ mà. Đừng có phá tôi nữa. Quay quay quay, dù sao bên ngoài tôi cũng là một thực gia mà. Anh công khai nói xấu tôi vậy, muốn tôi mang tiếng dơ hả? Rời khỏi cái nhà bếp của tôi đi. Chỗ này là của tôi. Tôi đã bước vô đây thì chỗ này thuộc về tôi. Ra ngoài ra ngoài. Cái con quỷ sứ này. Thiệt tình. Bận rộn lắm mà, có nhiều chuyện còn chưa làm. Ây da, phải ha, có thể tụ họp phân tử cao. Qua, wow, sức hút nước thiệt là mạnh đó. Quả nhiên là hàng tốt. Hey, con người xui xẻo thì bị thua bài. Điền tiểu cho lấy hình. Nè 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 nè, có người ở đây đó. Có sao đâu chứ, đàn ông được rửa mà. Hey. Quê, anh thiệt lạ đời ha. Ngày Tết tới nhà người ta chúc Tết, mang theo quần áo để giặt hả? Cái áo này lượm được dưới đất trong phòng của anh đó. Nhét lại mấy mươi năm, đương nhiên là không nhận ra. Đâu phải, áo của tôi màu xám tro mà. Từ ngày mua về tới đây vẫn chưa có giặt. Đương nhiên là màu xám tro rồi, tôi giặt đó. Anh giặt áo của tôi trở thành màu trắng hả? Wow, tốn nhiều công trình lắm đó. Đâu có khó khăn gì. Lấy nước chanh á, ngâm lại 15 phút. Rồi thêm muối, thêm có xít, số nước vô thì được rồi. Tiếp viên tôi hả? Đúng vậy đó. Đôi già nè, đôi ếch nè, đôi già nè, đôi ếch nè, đôi già nè, đôi ếch nè, đôi già, đôi ếch. Ôi ơi, để tôi lộn công đây. Tại sao vậy? Ai sao ba đây hả? Tôi. Qua các vị, các người nói đi. Muốn mấy giờ được ăn cơm đây? Tôi nấu nhiều món lắm đó. Có cá chép, có gà rô ti, có cà rốt nấu thịt heo nữa. Bây giờ bào ngư di cá, thịt rồng cũng không thấy ngon miệng. Ảnh đang ăn món ba bà dạy con, còn mắc tiền hơn là thịt rồng nhồi chân gấu đó. Ba bà dạy con muốn chết rồi, còn thêm hai người hầu hai bên. Đã thua liên tục 12 gián. Không phải 12 gián đâu, mà là 13 gián đó. Tới rồi, chung tiền, chung tiền. Chung tiền đi. Có thể không lại tới nữa. Ba bà dạy con làm sao mà chống này. Chung tiền không thể là không tình đó nha. Bây giờ bị thua bao nhiêu hả? Chung tiền. Miễn là bị thương nặng nề, một lát không được chạy nha, tôi phải thượng tố đó. Không có được đâu, tao còn phải về coi chồng đó. Chút nữa kiếm người thế tao đi, tao không đánh nữa đâu. Tôi cũng vậy, cùng lắm á đánh 8 vòng. Nếu không ngủ cặp mắt sẽ bị dần đen. Tôi đã hẹn với bạn trai coi số 9 giờ rưỡi. Ăn rồi muốn chạy thôi, lúc thua sao không nói. Nếu anh hờn liên tục tới 8-10 gián là gỡ lại liền chứ gì. Bảo đẹp à, nếu nhanh không ngại để đồng tử này bốc một gián cho anh đi nha. Tới tôi lấy thua anh trả nha. Được mà. Wow. Tới chấm chốt đó. Nè con nữa nè, chưa hết đâu nè. Xin lỗi nha, tự bốc trúng con tay đó. Chung tiền, chung tiền, chung tiền, chung tiền, chung tiền đây. Này này nè, có bái dần lận hay không đó. Ở tình trường thì có nhiều cao thủ thôi. Tôi chỉ là nhờ may mắn. Ba bà dạy con mà cũng bị thua. Ê da, đúng rồi đó. Ê, lớp màu đỏ kìa. Chi ba người không chơi lại ha. Thiệt. Người ta phạm thái tuế mới mặc màu đỏ thôi mà. Quần áo lót đã giặt xong hết rồi. Mấy chiếc vớ lủng lỗ cũng giá lại luôn. Hai anh ở độc thân mà thời tiết này phải uống nước mát đó nha. Ở dưới bếp đang hầm đu đủ. Hai anh đó, nửa tiếng đồng hồ sau tự múc ăn đi. Tôi đi. Cảm ơn, anh có cái đẹp nội hàm đó. Có đẹp nội hàm thôi hả? Có cái đẹp bề ngoài nữa. Tôi chào. Bye bye. Wow, bị đứa cũng hay thiệt. Nấu luôn chè đu đủ cho mình ăn. Sàn nhà sạch sẽ, quần áo sạch sẽ. Có mùi thơm của chanh tươi. Tôi đã nói cái buổi hội này có hồi báo cao mà. Đầu năm còn được phát tài nữa. Có phải giống người nhà giàu hay không? Chúc mừng năm mới, chúc mừng. Ông chủ nhà, giống quấn tấm vải qua đây quá vậy. Uê, nói trước nha, chúng tôi không biết hồi lễ đâu. Coi mặt của hai anh nha, mặt mày hồng hào, chắc chắn đầu năm á được phát tài rồi. Cờ sao bạc biết, sao biết, sao biết, sao biết. Ê, nhìn mặt là biết rồi. Đầu năm cờ bạc, cuối năm tiền vô ào ào, lấy hên cho mau. Đúng vậy. Sao hả? Nghe người ta nói không đây, cái hộp xoay vòng vòng á là tiền bạc tới ào ào. Có nghe qua mà. Nghe hồi nào? Ông vừa nói đó. Làm nè, nhất. Nghe kỹ đây nha. Cái hộp á chia làm 4 ngăn, trong đó gồm có ngăn có sô-cô-la, mứt củ sen, mứt bầu bí và kẹo dẻo. Chỉ cần quay trúng cái nào á thì đành ngay. Cán mức rồi tính sao? Thì không tính. Ok,
đặt cái gì? Đại kẹo dừa. Chơi nè. Cái gì làm gì có kẹo dừa mà đặt chứ? Đồ tào lao không à? Vậy ha, đưa đây. Đặt đi, đặt đi. Chuẩn bị, chuẩn bị. Đặt đi, đặt đi. Mất bi, mất bi, mất bi, mất bi, mất bi. Wow, hay quá, trúng rồi. Hay quá, hay quá. Mới dán đầu tiên đã trúng rồi á, thiệt là hên quá đi. Đặt lớn trúng lớn, không cần nể mặt tôi đâu. Wow, thiệt làm giàu rồi. Ê, còn không về nhà là mùng 3 Tết đó. Giọt. Quay quay, chú nhà, sao đi mau vậy? Ông nói đem hình cho chúng tôi mà. Đó là quà lấy hình, nhưng không phải là hai anh là tôi, có được không đây? Vậy có nghĩa là gạt tiền chúng tôi thôi. Đừng có nói gạt nha. Chánh nhất cư sĩ này làm việc, qua được người thì qua được mình. Lần này á, coi như lấy tiền để đỡ tay đi. Qua khỏi chặng này, cái hình tới ào ào đó. Hả? Tôi giúp hai anh rồi, bye bye. Như có lý lẽ đó. Hello, chào các bạn. Xin chào. Chào chị Minh. Chào chị Minh. Cái váy này. Chị có mua sách tay này hả? Ê, tôi cũng qua mua cái khăn choàng này. Bây giờ tôi tưởng đi vũ hội mới đụng mấy cáo thuộc nữ thôi. Sao lại kỳ cục vậy? Như vậy chứng tỏ chị môn có phẩm vị cao, ai nấy đều theo chị. Vậy thì phải. Cô bộ năm nay thịnh hành caro đó, dưới gầm giường của tôi nhiều lắm, lấy gì xài đi. Ê, anh nha, đàn ông được rượu đừng bao giờ làm chuyện này, thì làm xấu thành phố đó. Anh thì không biết đàn bà ghét nhất là cái gì. Thì là không thích mặc trùng áo với người mà họ không thích. Hello, sao hello, cô biết? Chào các bạn. Hello. Các vị, không những là trào lưu mà còn là kỳ tích và còn là sự tương thông của tâm hồn. Chúng tôi không những giống nhau về nét đẹp mà còn giống nhau cả phẩm vị về màu sắc nữa. Các vị khán giả, bốn chị em Caro đây. No. Yeah, thiệt đúng là một nhà bốn miệng. No. Giống lắm đó. Giống lắm đó. Ê, quay vòng, quay vòng, quay vòng. Ừ, nghĩ tới là muốn ngói người. Bắt chước mặt Caro, nếu không tôi đâu có tìm mua cái sách này làm gì. Ảnh nào mà kiểu này trực giác như là đắt tiền cổ của tôi đó. Không được, phải tháo xuống. Chừa lại mai mốt mới ra mặt. Tôi cũng dùng cái sách tay hậu bị, không có tìm dùng cái này đâu. Ê, tôi làm sao đây? Tôi không có cái váy hậu bị đó. Cùng lắm á, lát tôi dẫn chị đi mua. Làm sao hả? Mua để đâu? Để tôi đi chung với chị nha. Sẵn tôi ra ngoài để mua kem thoa mặt mà. Thật ra các cô mặc áo caro cũng đẹp lắm mà. Mình được vui vẻ thì được rồi, mặc kệ đám đàn ông nói gì đi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi không có được vui mà. Người ta caro, anh cũng caro. Còn nói phẩm gì giống chúng tôi, cứ mặc cái quần lót đỏ báo hại chúng tôi. Đúng rồi. À, tôi nghĩ mình làm chị em bấy nhiêu năm, chắc không vì cái dữ kiện này mà trở mặt với tôi chứ hả? Chị em, ông Mỹ đất cà, làm ơn soi mặt soi gương đi. Ông có đầu đó, không có nền mà có dưới. Còn nữa, chỗ này là nhà nữ đó. Anh tưởng là mặc cái này vô là có thể vô làm được bà hay sao hả? Phải, tuy thường ngày anh không có giống đàn ông được rửa, nhưng thẻ căn cước của anh cứ ghi rõ là mèo đó. M-E-N, có biết đàn ông phải làm sao không? Biết. Đàn ông men, làm sao men đây chứ? Chỗ này cũng có nhiều đàn ông đó mà. Không được, phải kiếm người đàn ông nhất để mà theo. Tâm à, vừa rồi có ai kiếm tôi hay không? Không có. Trưởng đài này coi như có thành tựu về sự nghiệp, dù sao cũng là người đàn ông thành công mà. Vậy có phải là men không đây? Nè nè, ông xã, tại sao đeo chiếc đồng hồ này? Đeo chiếc đồng hồ này có gì không ổn? Đồng hồ này không đi chung với cà giả, có biết không? Biết chưa? Ê, đừng có như vậy, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Ông đi vô đây với tôi. Chê, sợ vợ như vậy, đâu phải là đàn ông nữa. Để nghiên cứu ra mấy con ngựa rồi mua mấy vé. Trời ơi, cá ngựa nó phá sản trời. Tuy là hơi nham nhở một chút, nhưng mà cũng giống đàn ông lắm chứ. Ừ, phải kiếm ổng để học tập mới được. Sao không có chân vậy? Ây da. Lúc nãy hai cái tay để sao đây? Đã không có để ý tới. Phải có chút dụng cụ đó mà. Ê, may quá. Còn mấy tấm quảng cáo này. Để coi cái đã. Một tháng giảm được 9kg. Một lát điện thoại hỏi thử coi. Ê, tại sao như là bị chứng sợ cao vậy? Ý, nhà cầu dây bẩn quá đi, trật chân một cái là chết liền đó. Nhưng mà, vì muốn làm men, thì phải nhẫn nại.
Vừa bị tê chân, vừa bị chóng mặt. Dạo này thì không được khá. Vậy mà làm men hay sao? Khom xuống đứng dậy là bị chóng mặt. Truyền thống mấy ngàn năm của người mình là khum xuống đó mà. Khum xuống cũng không nổi, làm sao làm men? Tha cho mày. Kiểu này mới làm men đây nè. Không được, làm vậy hư đôi dài đó. Alo, sao hả? Phải. Sao bị cúp điện vậy? Má à, con sợ lắm, má. Quỳ, đâu phải là tối lắm chứ. Nhưng mà cũng sợ chứ. Anh đâu có thể sợ chứ, làm đàn ông một chút đi. Đã sợ làm sao làm đàn ông đây? Bật đèn đi. Không quấy rầy anh nha. Từ từ đi. Đàn ông. Xin lỗi bị đứt. Không, tôi sao, không sao, không sao. Wow, giác nặng như vậy. Có cần giúp tay không đây? Thì đâu có gì chứ. Thiệt sao? Phải. Thiệt sao? Ê Mỹ Đức à, không sao chứ? Không gì, tôi chỉ là muốn dát chồng giấy vô máy giùm cho anh thôi à. Không cần, đồ nhẹ nhàng thôi, để tôi được rồi. Thiệt hả? Trời máu. Máu đó. Quà giọt nhỏ vậy thôi, con muỗi ăn cũng không no nữa. Để tôi lấy thùng thuốc cho anh nha. Đợi chút. Khoan đã, tôi chóng mặt dữ lắm. Là máu đó. Lại bớt đi một đàn ông. Tôi sợ quá đi, có máu kìa. May là không bắt chước mấy người thôi. Đàn ông hả? Đàn ông. Thiệt là vô dụng mà. Anh chị đừng có vậy mà. Làm ơn đi mà. Làm ơn đi. Các người còn đứng đây, tôi cho một bàn tay đó. Các người không phải là con của tôi. Đi. Đã nói càng là thảo mãn thì càng giống đàn ông. Cũng may cuối cùng kiếm được một người để mà học tập rồi. Bị đứt cái gì vậy? Vậy có được đâu à? Để tôi nè. Giao cho nó. Nè, hello. Tặng danh nè. Khoan đã. Không được, đàn ông đó mà. Không được. Hello everybody. Hả, sao đây? Tới phiên ai? Người nào? Hey, hello. Tới phiên tôi. Được. Good morning. Không những giống Lý Tiểu Long mà còn là men thiệt đó. Đúng là men rồi, hay quá. Đừng có ăn hiếp mình ít học đó nha. Lý Tiểu Long đâu có câu này. Tha cho tôi đi, Tầm bậy tầm bạ. Cái đám tự cho là đàn ông đó, không phải sợ máu á thì cũng sợ con gián, lại sợ tối nữa. Đúng là vô dụng. Đồng á bệnh phù. Coi bộ mình phải để dành tiền chuẩn bị làm thủ thuật đổi phái đi. Theo điều tra của Hội Kế hoạch Gia đình cho biết, bề ngoài của đàn ông càng kiên cường thì nội tâm càng yếu đuối hơn đàn bà. Thiệt điên. Không lẽ ở trên thế gian này đàn ông thật sự đã bị chết hết rồi? Cúp điện đó. Có thiệt không đây? Đừng có giỡn chơi nha. Đập mày đó. Máu kìa. Phải ha, tối thui vậy bị gạch trúng tay rồi. Anh làm kiểu này sẽ bị phong đồng gánh đó. Nếu phong đồng gánh dễ dàng vậy đã chết nhiều người rồi. Con gián kìa. Thổi đi tôi rồi, thổi đi, thổi đi. Sợ quá. Con gián kìa, bên này. Tôi đã kiếm được một người đàn ông cuối cùng của Trung Quốc rồi. Men.食要食得好事，着要着得好，着得唔好分分钟连份工都会冇，着得太好你老细又会嫌你人工高，高度赞扬嘅应该系我工作态度，迟到早退吞扑秘捞你报大数，数来有为一代天骄还看今朝，我话最好就去威 party 欢乐今宵，好生生活快乐，不需担心失去工作。
數地數讀數加數和我又唔願做查實做乜做得好都始終會有前途講得好就好聽做起上嚟就有難度